Rồi chúng ta sẽ đi qua cái bài slide 1 và chúng ta thực hành luôn nhé. Thực hành luôn. Như vậy chúng ta xây dựng với lại Bootstrap để tương tác với backend. Ở trong phần Bootstrap thì nó có rất là nhiều thứ mà lúc nãy phần giảng bài thầy cũng đã giới thiệu cho các bạn. Thay vì là các bạn học cái môn là HTML, CSS thì các bạn cấu hình CSS nó rất là cực. Thì bây giờ Bootstrap người ta đã cấu hình giúp cho mình những cái chuẩn rồi. Và mình cứ theo như thế là mình xài được. Mình sẽ nhúng Bootstrap vào cái website của mình như thế nào? Thì chúng ta sẽ có hai cái kỹ thuật để nhúng vào. Cái kỹ thuật thứ nhất là chúng ta sẽ dùng offline. Offline thì các bạn sẽ vào cái đường dẫn này, các bạn nhấn Ctrl và các bạn click chuột vào. Thì đây là cái trang Bootstrap của mình và chúng ta đang vào là Bootstrap 5.3. Có nhiều phiên bản và chúng ta đang xài là 5.3. Và trong cái 5.3 này thì nó sẽ có cái gì? Là nó sẽ giới thiệu ở đây với CSS đã làm gì? Với JS tức là JavaScript người ta đã viết gì? Thì các bạn tham khảo thêm cái phần description ở đây. Còn mình thì các bạn click chuột vô, các bạn chọn download. Khi mà các bạn click chuột vô download thì nó sẽ tải về cho mình. Tải về cho mình một cái file. Trong đó nó chứa cái thông tin của chúng ta. Chứa cái thông tin của cái file này ở đây. Đây, Bootstrap 5.3.3. Trong này nó sẽ có hai folder, một folder là CSS, một folder là JS là JavaScript. Các bạn giải nén hai cái folder này ra. Và các bạn vào cái ổ đĩa của mình, các bạn sẽ tạo cho thầy một cái folder. Ví dụ thầy tạo ở đây là code. Và thầy có một cái folder khác là Vue.js. Thầy có một folder nữa, giả sử thầy dành cho lớp mình, thầy để là L3. Các bạn có hiểu được chữ L3 của thầy là gì? Lớp 3. Vậy C3 là gì? Như vậy thì thầy chỉ có hai ký tự thôi. L là số 3. L là ngày lẻ. K3. Lớp của mình là lớp 357. K3. Lớp C3 là lớp chẵn 3. Là lớp 246 K3. Như vậy thì cái tên của cái ROM thầy đặt cho các bạn cũng khá là cô đọng tất cả mọi thứ. Khi mà các bạn làm như vậy thì giả sử trong này thầy tạo một cái project hôm nay là slide 1. Slide 1. Thì trong cái slide 1 này thầy sẽ copy hai thứ. Thầy sẽ copy hai thứ. Thứ nhất là cái thư mục CSS và thư mục JS. Thầy copy hai cái thư mục này. Thầy bỏ vào cái folder là slide 1. Được chưa? Folder slide 1. Bây giờ mình sẽ vào cái VS Code của mình. Các bạn chuẩn bị trước là hai cái folder. Hai cái đó là hồi nãy là mình tải về đó. Mình tải về trong cái file zip á. Bây giờ các bạn sẽ open cho thầy cái folder hồi nãy của mình. Ví dụ cái folder của mình hồi nãy là code ha. Vue.js L3 slide 1 select folder. Đây. Đây là folder của mình. Và trong này các bạn sẽ tạo cho thầy. Tại vì mình đang ôn tập Bootstrap cho nên cái file của mình làm ở bên trong cái slide 1 này thì các bạn sẽ làm cái file là demo 01.html. Đến khi nào mà mình làm với Vue.js thì mình lưu cái đuôi khác. Còn bây giờ là mình làm HTML.
và các bạn gõ vô đây HTML. Các bạn thấy gì? Các bạn thấy gì ở đây? Một là chữ HTML0, hai là chữ HTML5. Các bạn sẽ chọn HTML, nó chỉ ra vậy thôi. Còn nếu như bạn chọn HTML5, Enter, cấu trúc file của mình đã có. Nếu như không có thì mình làm gì ở trong này? Ha, các bạn sẽ cài thêm HTML5. HTML. À, các bạn cài thêm hỗ trợ. Còn không thì các bạn sẽ cài thêm Bootstrap ở đây. Rồi sau khi mình đã có thì các bạn coi cái cấu trúc của trong cái file mà chúng ta sẽ viết. Các bạn sẽ thấy giúp cho thầy. Thầy sẽ chia đôi màn hình. Ở bên này các bạn sẽ thấy là code của chúng ta. Đây. Ở bên này chúng ta sẽ có code. Thứ nhất là HTML language title. Các bạn đổi cái title này giúp thầy bằng cách số thứ tự, mã số sinh viên, tên là cái thông số điểm danh của các bạn. Ví dụ của thầy là 00BS19300.QuangBinh. Rồi bạn chấm tiếp cho thầy demo 1. Ha, nếu như bạn làm lab 1 thì bạn ghi lab 1. Bạn làm lab 2 thì bạn ghi lab 2. Ở trên này. Thì khi mà thầy xuống thầy chấm bài đối với các bạn á thì thầy sẽ thấy ngay cái thông tin này. Thầy có thể không cần phải hỏi các bạn số mấy. Cứ nhìn là biết. Rồi, ở bên trong thì mình sẽ insert thêm hai dòng. Một dòng thứ nhất là link để liên kết đến cái Bootstrap. Dòng thứ nhất là link. Các bạn sẽ enter sau cái title này. Các bạn gõ vô link. Enter. Và trong cái link này các bạn đã chép cái thư mục CSS vào rồi. Thì các bạn gõ đây C. Nó đã có SS. Tab một cái. Và mình đưa đường dẫn đến bootstrap.min.css. Thì chỗ này mình sẽ gõ vô đây bootstrap.min.css. Có đường link. Tương tự như vậy, mình sẽ insert vào đây một cái là script. Script. Thì trong cái script này chúng ta sẽ đưa vô cái show src gsc bootstrap.pull.js có sẵn. Như vậy mình đã chèn được hai thư viện. Và hai cái thư viện này là chúng ta đang xài, chúng ta gọi là offline, là cái thư viện của Bootstrap mình đã tải về máy rồi, xài offline. Nếu như bạn xài offline thì có lợi gì? Không cần internet. Bất lợi gì? Nặng, ok, cũng không nặng lắm. Nhưng bất lợi một cái là khi mà người ta update cái gì đó cho Bootstrap 5.3 thì chúng ta lại không có cái thông tin được update đó. Đó là cái bất lợi. Còn nếu như mà các bạn xài online, tí nữa chúng ta sẽ đổi xài online. Thì khi các bạn xài online thì có lợi là cập nhật real time. Trên kia người ta cập nhật gì thì dưới này mình xài cái cập nhật được. Còn bất lợi là gì? À, phải có mạng thì nó mới lấy được cái thư viện về. Đó. Và bây giờ chúng ta đang xài offline. Và phía bên trong này các bạn sẽ có một cái thẻ deep. Các bạn nhìn thầy code nha. Và chúng ta còn chọn là deep. Chưa có code, các bạn nhìn cái thẻ. Enter. Như vậy thì khi các bạn làm cái thẻ deep như vậy đó thì các bạn chỉ có deep thôi. Và các bạn sẽ đưa lên đây, các bạn gõ vô đây là class. Và các bạn gõ vô đây là container. À, container. Đây nè. Container. Container là cái gì?
container là gì các bạn? Chứa đựng, đúng không? Rồi, cái tiếp theo là các bạn sẽ gõ H1 Enter. Rồi, chúng ta sẽ có là ví dụ Bootstrap. Rồi, ví dụ về Bootstrap. Và trong cái H1 này các bạn sẽ có một cái class là Test Center. Test Center. Bây giờ thầy sẽ code lại chỗ này một cách khác. Thầy sẽ gõ div.container. Div.container Enter. Thì sao? Thì sao? Nó có sẵn class. Rồi, chỗ này thầy sẽ gõ gì? H1.testCenter. H1.testCenter. Chèn thẻ và chèn class luôn. Được không? Rồi, như vậy nó sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn để mà chúng ta sử dụng Bootstrap. Rồi, sau khi mà chúng ta có ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thẻ. Thẻ B. Ví dụ như Bootstrap chỗ này thầy sẽ ghi là ví dụ về Bootstrap. Rồi, ví dụ về Bootstrap. Và trong này mình sẽ có một cái thẻ B. Thẻ B của mình là chào mừng đến với Bootstrap 5. Rồi, chào mừng đến với Bootstrap 5. Rồi, sau khi mà chúng ta có được nội dung xong, các bạn sẽ click chuột phải chọn Open with Live Server. Trong menu của các bạn có cái dòng này không? Nếu không có thì làm gì? Nếu không có dòng này thì làm gì? À, cài extension vào. Và sau khi chúng ta có Bootstrap, chào mừng H1, này sai không? Sai. Lý do là sai chỗ nào? Mình bỏ cái B1 bên trong H1 là mình sai rồi. Có cái B này nè, mình phải bỏ ra ngoài H1. Control S. Ok chưa? Đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta thấy là có Bootstrap và không có Bootstrap khác nhau cái gì. Đây là cái link Bootstrap nè. Control C. Control S. Không Bootstrap. Không Bootstrap. Là Bootstrap nó tự xé rét cho mình rồi đó. Rồi, chỗ này có Bootstrap, lưu có. Rồi, chỗ này cái class container control x control s nó mắc cái container cho nên nó không có chừa một cái khoảng biên, thấy không? Rồi, control z control s, đây cái khoảng biên của container của mình đây. Rồi, cái chỗ này ví dụ như H1 của mình test center control x control s không còn center nữa, mặc dù có Bootstrap nhưng mà mình không dùng cái class của nó. Control z control s quay trở lại. Như vậy mình đã thấy được sự ảnh hưởng của Bootstrap chưa? Rồi, bây giờ nếu mà trong cái thư mục của mình xóa cái thư mục Bootstrap đi thì chắc chắn rằng nó sẽ không có áp dụng được cái Bootstrap vào cho mình. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái kỹ thuật khác. Mình sử dụng online. Hồi nãy là mình đang offline, bây giờ mình online. Online thì mình lấy cái đường link này nè, đường link này mình thay vào đây. Thay vào đây. Rồi, hai cái đường link offline
mình bỏ đi, mình chọn hai cái này, Ctrl xịt sắt, chú thích nó đi. Thì cái trên là mình đang offline, cái dưới là mình online. Khi mà bạn đã online thì bạn không cần hai cái folder kia nữa, không cần tải về luôn, được chưa? Trong dự án của mình không cần có folder CSS, không cần có folder CSS, tại vì mình đang xài online. Tùy, muốn off thì off, muốn on thì on, tùy. Như vậy thì đối với lại cái này, chúng ta đang xài online thì cái bài của mình nó vẫn bình thường, được chưa nào? Rồi, làm cái demo đầu tiên, và sau khi các bạn làm xong thì nhiệm vụ của các bạn chụp cái hình và gửi lên trên group. Đây, ở đây các bạn sẽ cho nhỏ cái màn hình này lại tí, nhỏ cửa sổ này lại tí. Các bạn sẽ có kết quả và cái bài của các bạn ở đây. Chụp màn hình. Rồi, dán lên trên cái Discord, trên cái folder của lớp mình, phần chat. Rồi, dán lên đây. Nhớ thêm thông tin điểm danh, ví dụ như 00BS19300.QuangBinh. Đó, thêm thông tin điểm danh của các bạn lên đây.